Hot girl Phan Em U, Tú Linh hạnh phúc rạng ngời ngày lên xe hoa. Tú Linh, cô nàng hot girl Phan Em U đã làm lễ kết hôn với bạn trai Hoàng Long tại Hà Nội. Sinh năm 1991, Nguyễn Tú Linh là một fan nữ xinh đẹp của câu lạc bộ bóng đá Manchester United. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế, nữ du học sinh có nụ cười tỏa nắng trở về Việt Nam và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu thể thao khi xuất hiện trong vai trò dẫn chương trình, bình luận thể thao trên truyền hình nhờ vẻ ngoài xinh xắn và lối dẫn trẻ trung. Ngày hôm qua, hot girl Tú Linh đã theo chồng về dinh. Chồng của hot girl Tú Linh tên là Ngọc Long, sinh năm 1988, sống tại Hà Nội. Anh là một doanh nhân trong lĩnh vực xây dựng. Trước đó, ngày 21 tháng 3, hot girl Tú Linh tổ chức ăn hỏi tại nhà riêng. Nhiều hình ảnh hạnh phúc trong tình yêu, hot girl này cũng đã được hé lộ trong dịp cô và bạn trai sang Italia, Pháp để chụp ảnh cưới. Để chuẩn bị cho đám cưới hoàn hảo, cô dâu phải dậy từ rất sớm để trang điểm và làm tóc. Chú rể Ngọc Long cùng gia đình có mặt đúng giờ lành để đón dâu. Chàng đón nàng về dinh, cô dâu Tú Linh cười rạng rỡ trong ngày cưới. Cặp đôi tiến hành các nghi lễ trong đám cưới, những lời chúc phúc của gia đình hai bên. Hai bên gia đình gặp gỡ dặn dò cặp đôi trẻ, Tú Linh mời nước quan viên hai họ. Tú Linh đã chính thức trở thành vợ người ta, nàng lên xe hoa về nhà chồng. Trước đó, Tú Linh cũng xác nhận với truyền thông rằng lễ thành hôn của cô sẽ được tổ chức vào đầu tháng 4. Tuy nhiên, hot girl 9X muốn có một ngày vui đúng nghĩa, không ồn ào nên giữ thông tin bí mật và không công bố với báo giới. Không gian tiệc cưới hoành tráng và lãng mạn của Tú Linh. Tú Linh diện váy cưới bồng bềnh hạnh phúc bên chồng, cả hai dành cho nhau những nụ hôn nồng thắm. Chồng rót rượu và cắt bánh cưới. Tú Linh cho biết ông xã cô là người rất chín chắn, khiến cô có cảm giác muốn được làm vợ làm gia đình của anh. Harry Won chắc chắn há hốc mồm khi xem ảnh chồng và mẹ chồng ngày xưa. Xem ảnh trưởng thành lúc bé đã choáng, nhìn sang nhan sắc của mẹ nam MC hồi còn trẻ còn sốc hơn. Cách đây ít phút, Trấn Thành bất ngờ chia sẻ thêm một hình ảnh khi xưa ta bé bên ba mẹ khiến fan vô cùng thích thú. Tất cả đều nhận xét rằng nam MC quá đỗi dễ thương, kháu khỉnh, vẻ mặt toát ra nét nhanh nhẩu, thông minh. Trong khi chồng Harry Won dễ cưng bao nhiêu, thì mẹ chồng của cô cũng gây sửng sốt với nhan sắc nổi bật bấy nhiêu. Trấn Thành từng cho rằng mẹ anh hồi trẻ có diện mạo giống với nữ ca sĩ Băng Di bây giờ. Bức ảnh hồi thơ ấu của Trấn Thành nhanh chóng nhận về nghìn like. Vẻ thanh lịch của mẹ chồng Harry Won và nét lém lĩnh của chồng nữ ca sĩ hồi bé. Trấn Thành nhiều lần khoe ảnh được mẹ bồng bế, âu yếm và cưng chiều. Nam MC còn bị nghi tè dầm lên quần mẹ. Nhan sắc mẹ Trấn Thành có nhiều nét tương đồng với Băng Di. Dưới đây là một số hình ảnh từ thời hoa vàng cỏ xanh tới thời thiếu niên của nam MC đắt show nhất Việt Nam. Fan đá xoáy Hồ Ngọc Hà, Hạ Vi không phản đối mà còn hùa theo. Mối quan hệ của Hạ Vi và Cường Đô La rạn nứt, liệu có phải vì Hà Hồ khiến cho Hạ Vi bực tức? Mối quan hệ giữa mỹ nữ vạn người mê Hạ Vi và Cường Đô La theo nhiều người đồn đoán đã chính thức chấm dứt kể từ sau khi hai người này ngừng theo dõi nhau trên mạng xã hội Facebook và Instagram. Thế nhưng, lý do phía sau đó thì vẫn là một điều bí ẩn khiến dư luận tò mò. Cho dù ngày 8 tháng 3, Hạ Vi và Cường Đô La còn rất thân mật khi trao cho nhau bó hoa đầy tình cảm, thì không lâu sau đó họ đã đường ai nấy đi. Nhiều người phỏng đoán những rạn nứt của Hạ Vi và Cường Đô La ít nhiều tới từ phía Hồ Ngọc Hà. Phỏng đoán được nhiều người tin tưởng nhất chính là mối quan hệ của hai người đã có sự tác động của người thứ ba, mà cụ thể là vợ cũ của Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà. Sau khi hai người chia sẻ những hình ảnh thân mật đi ăn với nhau, thì bỗng dưng Facebook Hạ Vi liên tục chia sẻ những trạng thái buồn chán, đá xoáy một ai đó. Mới đây, trên Facebook của mình, Hạ Vi đã đăng tải một bức ảnh mà trong đó có dòng chữ sang chảnh nhưng nhàm chán. Những tưởng đây chỉ là một câu nói bâng quơ của hot girl vạn người mê. Thế nhưng trong phần bình luận, một fan hâm mộ có tên Facebook Trần Hồng Hạnh đã nhận xét sang chảnh kiểu Gucci đắp người nhưng thực chất là ngu si. Điều bất ngờ là Hạ Vi lại có câu trả lời, mình cũng dùng mà, kèm icon mặt cười. Ai cũng biết rằng đại sứ thương hiệu thời trang Gucci ở Việt Nam chính là Hồ Ngọc Hà. Thế nên, lời ám chỉ kia có thể hiểu fan của Hạ Vi nói về vợ cũ của Cường Đô La. Thế nhưng, trong phần bình luận, không ít người lại đứng về phía Hồ Ngọc Hà và cho rằng Hạ Vi còn quá sân si, tài năng, nhan sắc và sự giỏi giang đều thua kém nhưng lại hay ghen ăn tức ở.
Facebook Nguyễn Hữu Nguyên nhận định, nhàm chán mà người ta thắng em, thắng luôn về sự khôn khéo lẫn tài năng. Đẹp không đẹp bằng, giàu không giàu bằng, hát cũng không hay bằng, diễn cũng không giỏi bằng, cái gì cũng không bằng, chỉ có cái hay ganh tị là hơn người thôi. Facebook Tiết Nhi nhận xét về Hạ Vi. Hiện nay, Hồ Ngọc Hà vẫn chưa có phản ứng gì về chuyện này. Cô chỉ chia sẻ một hình ảnh tình cảm của mình với một người đàn ông che mặt. Trong thời điểm hiện tại, cũng khó để đoán chính xác được Hồ Ngọc Hà đang có quan hệ tình cảm với ai, đại gia Kim Cương hay chồng cũ Cường Đô La. Ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi hé lộ những điều thú vị trong hôn lễ sắp diễn ra vào tháng 11 năm nay. Sau hai lần đám cưới hụt, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cuối cùng cũng tìm được một nửa hạnh phúc của đời mình. Cô và ông xã kém 8 tuổi sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 11/2017. Ngày 1 tháng 4, ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh cùng với người yêu 8 tuổi về nhà ra mắt bố mẹ. Cô cũng tiết lộ sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 tới, thời gian cụ thể đang chờ gia đình hai bên sắp xếp. Lâm Khánh Chi chia sẻ, lần ra mắt gia đình nhà chồng lần này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì được bố mẹ người yêu vui vẻ chấp nhận, tiếp đón trong sự yêu thương. Bố mẹ anh tự cảm thấy hãnh diện vì có một người con dâu như tôi. Sau hai lần yêu và tưởng như sẵn sàng làm đám cưới nhưng không thành, Lâm Khánh Chi rất chờ đợi vào hôn lễ lần này. Người đẹp chuyển giới cho biết, bạn trai rất yêu thương và chăm sóc cô. Trong tình yêu, Lâm Khánh Chi không quan trọng quen biết bao lâu, chỉ cần thành thật với nhau là đủ. Đám cưới của Lâm Khánh Chi và bạn trai sẽ diễn ra vào cuối tháng 11, đúng vào dịp mùa cưới. Trước đó, Lâm Khánh Chi được nhiều nhãn hàng váy cưới mời làm người mẫu, nhưng cô không dám nhận lời nhiều vì sợ khi mình mặc váy cưới trong hôn lễ sẽ mất đi cảm giác hạnh phúc thực sự của một cô dâu. Đời người chỉ làm đám cưới một lần nên Lâm Khánh Chi muốn được tổ chức thật đặc biệt và hoành tráng. Cô không muốn nói trước vì sợ không làm được người khác lại trách, nhưng Lâm Khánh Chi vẫn ao ước nếu có thể sẽ tìm được một địa điểm thật lớn để có thể tiếp đón tất cả người thân, bạn bè cùng với người hâm mộ đến chung vui với mình. Chắc chắn trong lễ cưới sẽ có dàn phù rể phù dâu 15 người, cô dâu phụ sẽ là những cô gái chuyển giới vô cùng xinh đẹp. Lâm Khánh Chi còn tiết lộ cô sẽ không tổ chức lễ ăn hỏi, chồng sắp cưới sẽ trao nhẫn cho cô đúng vào ngày sinh nhật của nữ ca sĩ chuyển giới vào tháng 7/2017 này. Fan thích thú khi Thu Trang trổ tài ca hát cùng Diệu Nhi và Sam. Đây là lần hiếm hoi Thu Trang trổ tài ca hát trước đông đảo người hâm mộ, vì thế nhiều khán giả đã cảm thấy vô cùng phấn khích. Chiều hôm qua, tại một trung tâm thương mại lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng Thu Trang Tiến Luật cùng dàn diễn viên phim sitcom Gia Đình Là Số 1 đã có buổi gặp gỡ giao lưu với các fan. Xuất hiện tại sự kiện, Hoa hậu hài Thu Trang nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Bà xã Tiến Luật ăn vận giản dị nhưng không kém phần năng động trẻ trung. Cô luôn nở nụ cười tươi tắn chào hỏi khán giả. Đến tham dự buổi offline, ngoài sự xuất hiện của Thu Trang Tiến Luật, còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như đạo diễn, diễn viên Trung Lùng, Quang Tuấn, Diệu Nhi, Anh Tú, Hot Girl Sam. Hoa hậu hài tình tứ bên ông xã Tiến Luật tại sự kiện, vợ chồng Thu Trang nhận được sự hâm mộ cuồng nhiệt từ các khán giả có mặt tại buổi offline. Cặp đôi nhí nhảnh tạo dáng tự sướng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trong một lúc cao hứng, Thu Trang đã quyết định táo bạo, đó là việc cô trổ tài hát ca khúc Duyên Phận cùng Hot Girl Sam và tiếp tục đổi giọng bài hát này với Diệu Nhi. Dù không sở hữu chất giọng quá xuất sắc, nhưng Hoa hậu hài cũng đã làm hài lòng các fan và mang đến không khí vui nhộn cho buổi offline. Nữ diễn viên hài Diệu Nhi đến tham dự chương trình cùng bạn trai Anh Tú. Quang Tuấn vui mừng khi hội ngộ bạn diễn trong phim là Hot Girl Sam. Các nghệ sĩ đã dành tặng người hâm mộ nhiều tiết mục góp vui thú vị và mang đến không ít những trận cười giòn giã. Kim Tuấn Kiệt trẻ trung với trang phục năng động khi đến tham dự buổi offline. Nam diễn viên trẻ còn góp một tiết mục âm nhạc độc đáo khiến nhiều người thích thú. Ca sĩ Thanh Thảo sắp tổ chức đám cưới với bạn trai Việt Kiều. Thanh Thảo và bạn trai Việt Kiều đầy tình tứ hạnh phúc trong mảnh cưới.
Vừa qua, ca sĩ Thanh Thảo khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải bức ảnh cô và bạn trai Việt Kiều diện đồ trắng như cô dâu chú rể ngồi trước biển. Ca sĩ 40 tuổi mỉm cười hạnh phúc khi nửa kia đặt tay lên eo cô một cách tình tứ. Ngay khi bức ảnh được đăng tải, có rất nhiều bạn bè và người hâm mộ cho rằng đây chính là ảnh cưới của Thanh Thảo. Ai cũng mong muốn cô sớm tổ chức hôn lễ với bạn trai. Không ít fan đã gửi lời chúc mừng đến Thanh Thảo vì cuối cùng cô cũng có được một cái kết đẹp trong tình yêu. Từng trải qua nhiều scandal tình cảm, nhưng hiện tại, dù đã ở tuổi U40, Thanh Thảo vẫn sống một mình cùng con trai nuôi Jackie Minh Chí. Vốn là người kín tiếng về đời tư, nữ ca sĩ hiếm khi hé lộ về bạn trai của mình. Trước đó Thanh Thảo từng cho biết, trước giờ cô ít chia sẻ về người yêu vì không muốn phơi bày chuyện riêng tư trên mặt báo. Tất nhiên không đến mức giấu kín. Người đẹp thấy mọi người nôn nóng khi cô chưa thông báo kết hôn sinh con, nhưng ở tuổi này cô lại sợ ồn ào. Được biết bạn trai của Thanh Thảo là Việt Kiều Mỹ tên Tom, anh hơn cô 8 tuổi và đang kinh doanh ngành xây dựng, đồng thời cung cấp thiết bị y tế nha khoa. Kể từ khi hẹn hò, bạn trai của Thanh Thảo thường xuyên tháp tùng cô tới các sự kiện. Bản thân Thanh Thảo cũng cho biết cô rất hạnh phúc khi nhận được sự chăm sóc yêu chiều từ bạn trai. Nói về bạn trai, Thanh Thảo chia sẻ, tôi gặp được một người đàn ông thành đạt, tốt tính, hiền lành và biết yêu thương mình là quá mãn nguyện. Đặc biệt, anh luôn ủng hộ tôi hoạt động nghệ thuật vì anh biết chỉ khi đứng trên sân khấu tôi mới là chính mình. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thanh Thảo cũng tiết lộ mong muốn được tổ chức hôn lễ trên bãi biển, được trang trí với hoa cẩm tú cầu bên cạnh những người thân và bạn bè gần gũi.